phân tích đa thức thành nhân tử x mũ 4 cộng 1 1997 x bình cộng 1996 x cộng 1997. Thì các bạn nhìn vào nè, đây 1996, vậy mình sẽ tách ra x mũ 4 cộng, tách thằng này ra là 1 x bình cộng 1996 x bình. Các bạn kiểm tra hai này cộng lại có phải ra thằng này không ạ? 1996 x viết lại, và hằng này mình cũng tách ra là 1996 cộng 1. Rồi, thì đây, đây, đây và đây là sẽ gom lại. Vậy là x mũ 4 cộng x bình cộng 1 cộng đây, đây và đây, mình gom lại 1996 x bình cộng 1996 x cộng 1996. Sau đó các bạn nhìn kỹ nè, ở đây nè, ta sẽ làm như sau: x mũ 4 cộng nè, ở đây 1 đúng không ạ, là lên 2 à, ở đây 1 mà mình lên 2, vậy mình phải trừ đi đi 1 x bình. Các bạn kiểm tra coi đúng không ạ. Và đây ba thằng này có chung gì ạ? 1996 mang ra. Vậy mình còn lại x bình cộng x cộng 1. Rồi, đây, từ đây tới đây là hằng đẳng thức nè. Mình làm chậm ra x mũ 2 tất cả bình cộng 2 nhân A nhân B cộng B bình trừ x bình viết lại. Cộng 1996 x bình cộng x cộng 1. Đây là hằng đẳng thức nè. A cộng B tất cả bình trừ x bình cộng 1996 x bình cộng x cộng 1. Đây, tiếp tục hằng đẳng thức nè. Đó là gì ạ? Đó là A trừ B A cộng B cộng 1996 x bình cộng x cộng 1. Rồi, các bạn thấy chung chưa? Chung gì ạ? X bình cộng x cộng 1 mang ra còn lại là x bình cộng 1 trừ x cộng cho 1996. Rồi, các bạn rút gọn giúp lợi nha. X bình cộng x cộng 1 đảo ngoặc, đây ra x bình trừ x, đây ra 1997.